Chào mừng các bạn đã đến với kênh của Ti Long. Hôm nay tôi sẽ làm về chủ đề là gai dài, gai phản xoáy để đáp ứng lại yêu cầu rất nhiều anh chị em thời gian gần đây đã yêu cầu tôi. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu mốt và gai dài khác nhau ở điểm nào. Mốt. Gai. Qua thí dụ vừa rồi thì các bạn có thể thấy được là mốt thì chúng ta dùng để tạo xoáy vì mốt tạo ra ma sát. Còn cái mặt gai nó trơn trượt thì nó sẽ có tác dụng là phản xoáy lại. Xoáy là của đối phương là trả sang. Do cao su có ma sát nên khi quả bóng xoáy lên chạm vào cao su thì nó vẫn bật ngược trở lại là xoáy lên. Do gai không tạo được ma sát nên khi xoáy lên bay chạm vào gai nó sẽ bị trượt lại và nó quay ngược trở lại bàn thành xoáy xuống. Do cái đặc thù trơn trượt của mặt gai nên chúng ta không thể tạo xoáy. Thì cái cách đánh cơ bản và nó là nền tảng của gai là chúng ta sẽ vào thẳng tâm bóng là nhiều hơn. Về tư thế đứng thì thường chúng ta sẽ sử dụng là gai phản xoáy ở bên trái. Nên các bạn là có thể đứng ở tư thế và vị trí giống như là khi các bạn là dùng mút, các bạn là đánh đều trái. Nhưng mà là do khi chúng ta dùng gai, đa số trên 90% là các bạn muốn sử dụng xử lý cái quả đầu bằng gai. Nên khi đó là các bạn có thể linh động là chúng ta có thể đứng cái chân phải nó hơi cao hơn chân trái là một chút. Và các bạn là nhớ là các bạn phải gấp cái đầu gối. Và thứ hai nữa là các bạn phải gấp được cái lưng. Là khi đó là chúng ta mới tối ưu, chúng ta mới chuyển được trọng lượng để tạo ra là cái quả đấm gai lao với cái tốc độ là tốt nhất. Thường tôi thấy là có hai cái lỗi là các bạn là hay mắc phải. Một là các bạn chỉ gấp cái lưng lại nhưng mà đầu gối là chúng ta không có gấp ha. Hai là các bạn là gấp cái đầu gối nhưng mà lưng chúng ta vẫn thẳng, thì lúc này cái trọng lượng của chúng ta cũng khó chuyển về phía trước và chúng ta sẽ có xu hướng là chúng ta đánh nó từ dưới lên thì dễ dẫn đến là bóng bật bay ra ngoài. Và cái cách cầm vợt để các bạn là sử dụng cái kỹ thuật đấm này là hiệu quả nhất và linh hoạt nhất là chúng ta sẽ cầm cái vợt thẳng theo đó là cái ngón tay ha. Và lúc này cái ngón cái của chúng ta sẽ hơi hướng lên. Vì khi chúng ta tiếp xúc bóng á thì cái lực của chúng ta nó sẽ truyền vào thì chúng ta sẽ sử dụng cái lực tỳ đè đấm của cái ngón cái là chính. Thì các bạn là lưu ý nha ha, là chúng ta sẽ có một cái khoảng hở ở đây. Thì cái cách cầm vợt khi mà chúng ta đấm là chúng ta đấm gai trái này thì nó cũng tương tự như khi các bạn là giao bóng đục. Là lúc này cái cổ tay chúng ta nó sẽ hơi cong là để nó tạo ra cái mặt vợt nó song song so với mặt bàn. Và các bạn lưu ý nè, là khi chúng ta đấm là chúng ta không có lắc cái cổ tay nhiều. Vì khi chúng ta lắc cái cổ tay á, các bạn chúi xuống, các bạn lắc nó dễ bật lên ha. Và nhiều khi là các bạn là lắc cái động tác đó là choàng lên trên mình lăn bóng á, là giống như là đánh mút thì bóng nó sẽ bị tuột lưới ha. Và khi tiếp xúc quả bóng á, thì chúng ta sẽ tiếp xúc quả bóng là gần đầu vợt và ngay giữa tâm bóng ha. Thank you.
Tí Long xin chân thành cảm ơn tất cả các anh chị đã theo dõi và ủng hộ kênh của Tí Long suốt thời gian qua. À, nếu thấy hay thì anh chị đừng quên là bấm like và subscribe để không bỏ lỡ những video và hướng dẫn những cái kỹ thuật nâng cao về gai tiếp theo của Tí Long nhé. Và nếu anh chị là cần bất cứ thứ gì về bóng bàn hoặc cần tư vấn về các bài tập về bóng bàn thì xin hãy liên hệ với em là qua số điện thoại. Xin chào tạm biệt các anh chị, xin hẹn gặp lại các anh chị ở những video tiếp theo.